Ok, xin chào các bác, chào toàn thể bà con nông dân mình nha các bác. Nắng lắm các bác ạ. Thật tình là nắng, em bây giờ cũng lực bất tòng tâm luôn các bác ạ. Cỏ trên đồng mà không dám cắt, bây giờ là hơn 4 giờ chiều rồi, trời nó vẫn đang nắng chang chang. Nhưng mà hôm nay em cho bò nó ăn sớm các bác ạ. Đây các bác này, hôm nay em cho bò ăn bên đây, một giải bên đây, tức là buổi sáng em cho nó ăn rơm rồi, thì buổi chiều em cho nó ăn chuối độn với lá mía, độn với mía nha các bác, ngọn mía đó. Đó thì ở bên đây em cũng cho ăn, nhưng mà bốn con này, bốn con gần em nhất, tức là hai con Brahman với hai con bò Ba B, thì em sẽ hôm nay chiều nay em sẽ cho nó nhịn, đến tối em mới cho nó ăn. Đó thì cái mục đích em cho nó nhịn thì em cũng sẽ chia sẻ với các bác ngay sau đây luôn các bác. Thì các bác ạ, cái mục đích của em mua cái cặp bò Ba B này á, em cũng chia sẻ đến các bác lâu lắm rồi các bác ạ. Thì mục đích của em mua về để thứ nhất là mình trải nghiệm cái giống bò Ba B nó như thế nào, cái độ tăng trọng của nó ra làm sao. Thứ hai nữa là chia sẻ đến các bác, chia sẻ đến bà con nông dân mình, những người mà mới biết đến con bò Ba B, hoặc là đang chuẩn bị, hoặc là đang nuôi cái con bò Ba B này, để cho các bác biết cái độ tăng trọng của nó ra sao nha các bác. Đó cái mục đích em làm cái video và cái mục đích em mua hai cái con bò Ba B này là về là như vậy. Tức là nhờ cũng có các bác đăng ký kênh thì em mới có động lực để mua cái cặp bò Ba B này đó các bác ạ. Nó cũng nhiều tiền lắm, nhưng mà nhờ ơn các bác đã tin tưởng và đăng ký ủng hộ em. Thì những bác nào mà vô tình coi được cái clip này này, nếu các bác thấy hay thì nhớ like rồi đăng ký kênh ủng hộ em, để em lấy động lực làm tiếp những clip tiếp theo cho nó chân thực nhất nha các bác. Rồi ok các bác nha, lại tiếp tục nói chuyện nha các bác. Thì bây giờ tức là em sẽ không đo nữa, tức là không tính trọng lượng trâu bò làm gì nữa. Nói vì ở đó các nhiều kênh, em thấy nhiều kênh, rất nhiều kênh người ta nói rồi, thì em cũng không nói làm gì nữa. Thì bây giờ em sẽ đem đến cân, em cân luôn. Đó thì chút xíu nữa xong câu chuyện này và em làm, tức là em nói chuyện với các bác rồi em đo ok xong xuôi thì em xe tới là em sẽ chở xuống đến cái trạm cân và em cân luôn các bác, để cho các bác so sánh luôn. Tức là em cân bây giờ, em cân rồi, một tháng sau nữa nha các bác, một tháng sau nữa em sẽ đem đi em cân lại để coi một tháng đó nó tăng trọng được bao nhiêu, và mình chia ra một ngày nó tăng trọng được bao nhiêu nha các bác. Đó cái mục đích của em làm video là như vậy, và nó rõ ràng nhất để cho bà con mình nhận, tức là để cho bà con mình nhìn nhận một cách chính xác nhất, và em cũng vậy, em cũng nhìn nhận một cách chính xác nhất để sau này mình có kinh nghiệm. Nếu mà cái con bò Ba B nó tốt thì mình sẽ tập trung nuôi cái con bò Ba B, mình không nuôi bò lai sin nữa. Đó là vậy. Thì các bác ạ, tức là chút xíu nữa em sẽ đo cái vòng ngực, tức là em lấy cái thước đo của trọng lượng trâu bò đó, em đo thử coi là nó có chính xác hay không, nó có tương đối hay không. Thì cái thước đo đấy thì nó chỉ áp dụng với cái con bò trưởng thành cho các bác ạ, chứ cái con B thì nó không áp dụng mấy. Nhưng mà em thử đo coi nó có chính xác hay không, nó được bao nhiêu phần trăm là chính xác nha các bác. Nếu mà nó 90% chính xác thì các bác cũng có thể mua một cái để cho gia đình mình ước lượng đó. Còn nếu mà nó lệch xa nhiều quá, nó chỉ được 70% thì thôi, đừng có mua làm gì cho tốn tiền các bác. Đó thì cái mục đích em làm là video là như vậy nha các bác. Thì thôi thì để em lấn sân một tí nè, tức là các bác cho em lấn sân một tí nha các bác nha. Đó thì em cũng cảm ơn những bác trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và mua giống cỏ ở bên em đó. Thì vô tình em là người cung cấp cỏ giống luôn các bác ạ, vô tình luôn. Thì nhiều bác điện cho em, các bác hỏi là có phải kênh khởi nghiệp mà bán cỏ giống không, thì em ngày trước thì em còn ngại, nhưng bây giờ em cũng quen rồi, em bảo là dạ vâng ạ. Đó thì cũng quen, tức là cũng là cái duyên để chia sẻ đến cái giống cỏ chất lượng để gửi đến bà con nông dân mình. Thì em nói từ hơn một tháng nay, tức là giống cỏ nhà anh ngoài anh Cường ấy, từ lúc em đăng cái clip đó thì ngày nào cũng có đơn đặt hàng gửi đến em, rồi gia đình anh Cường chuyển đến các bác. Thì em cũng cảm ơn các bác đã tin tưởng em, tin tưởng kênh khởi nghiệp đó. Thứ hai đó là tin tưởng gia đình anh Cường để đặt mua giống cỏ ở bên em, thì thực tình em cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Đó thì các bác, những người mà các bác đặt đơn hàng ở bên em đó, thì em tư vấn không nói làm gì, cái giọng em thì bác có quen rồi, cọc cần nó quen rồi, nhưng mà các bác thấy cái giọng của cái chị ngoài nhà anh Cường không, các bác em cũng giới thiệu luôn cho các bác nha. Tức là chị đó là chị Thắm vợ anh Hải, chứ không phải vợ anh Cường nhé, vợ anh Hải, em dâu anh Cường nha các bác. Đó thì là người trực tiếp tư vấn cái giống cỏ cho các bác nha, nên các bác điện ra là chị Thắm là người trực tiếp đó tư vấn để gửi, và là người đọc trực tiếp đóng gói cái đơn hàng gửi đến tận tay các bác nha.
Có thì các bác, mà những bác nào mà đặt đơn có rồi chắc rất nhiều rồi, em nói là các bác rất nhiều người đặt rồi. Thì các bác thấy mà chị tư vấn hay thì các bác nhấn một like vào để ủng hộ chị nha. Đó. Phải phải khuyến khích ủng hộ chị, rồi thứ nhất ủng hộ chị, thứ hai là ủng hộ gia đình anh Cường nữa, để lấy động lực để chặt thon cỏ để gửi đến các bác nữa chứ, đúng không các bác? Đó. Thì nói chung là cũng qua cái clip này em cũng cảm ơn gia đình nhà anh Cường, tức là kênh Khởi Nghiệp nói chung. Xin cảm ơn, tức là rất cảm ơn gia đình nhà anh Cường nói chung và anh Cường nói riêng đã, tức là đã cũng ủng hộ kênh để chia sẻ cái giống cỏ gửi đến bà con nông dân. Thì em cũng cảm ơn gia đình anh Cường rất nhiều, em cảm ơn nha. Đó thì thôi thì cũng không vòng vo tam quốc làm gì nữa các bác. Thì bây giờ chúng ta vào mục đích chính của cái video ngày hôm nay nha các bác. Rồi ok các bác, em và các bác cùng làm nha các bác, để xem sao nha các bác. Ok các bác. Rồi ok các bác nha, thì bây giờ em đo cái con bò 3B này trước nha các bác. Đó thì em hôm nay em sẽ lấy cái con bò 3B này đi cân nha. Tức là con trong em không cân mà cái em cân cái con bò này, vì cái độ cái con bò này thì bây giờ nó mới đầu phát triển này các bác nha. Đó, cái con bò 3B này là bò 3B lở nha các bác. Ok các bác nha. Thì em sẽ lấy cái thước này. Tức là thước này là thước đo của trọng lượng trâu bò nha. Tức là em mua trên mạng này các bác này. Em mua trên mạng, ở bên đây là Santi nha, còn ở bên đây là tương ứng với số cân của nó nha các bác. Đây. Các bác nhìn này. Đó, số ký của nó này. Đó, ok các bác nha. Đó thì bây giờ em sẽ đo thử coi là con bò 3B này nó được bao nhiêu ký nha, để coi cái cân này nó có chính xác không nha các bác. Ok các bác nha. Rồi, đây các bác này, đây em đo nha. Đây các bác xem cái vòng ngực của con bò này là nó được 150 nha các bác, cứng đét luôn nha. 150 cm nha các bác. Thì sang bên đây là coi số cân này, em lật sang bên đây cho các bác coi này, là nó được 272 cân nha các bác. Đây. Đây các bác xem luôn, là 272 kg nha các bác. Đó thì chút xíu mình sẽ cân coi cái con bò này nó có đúng 272 kg hay không nha các bác, hoặc nó xê lịch bao nhiêu nha các bác. Rồi ok các bác nha, lùi. Đó, các bác xem nha. Đó, thì nó được 272 kg nha các bác. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ đo tiếp cái con bò Brahman nha. Thì cái con bò Brahman này, chút xíu nữa em sẽ chở cái con bò Brahman này đi nha. Đó các bác nhớ nha, con này là con bò nhỏ nhất ở đây, con này là con nhỏ nhất ở trong chuồng nha. Thì em sẽ chở con này đi. Em cân chung để sau này em sẽ chở tiếp để so sánh cái độ tăng trọng nó ra sao nha các bác. Rồi bây giờ em sẽ đo cái con Brahman này nha các bác. Thì cái giống bò này nó không giống bò 3B các bác ạ. Nó nữ lắm. Nên em sẽ đo nha các bác, coi thử là nó bao nhiêu nha. Rồi ok các bác nha. Thì con bò này này là nó được 137 nha các bác, 137 cm nha. Thì em sẽ lật ngược lại coi nó được bao nhiêu kg nha các bác. Đây, 137 thì nó được 220 kg nha các bác. Đây các bác thấy không, 220 kg nha. Thì để chút xíu này em coi nó có chính xác hay không nha các bác. Đó, rồi ok các bác nha, chút xíu này em sẽ chở con bò Brahman này với con 3B đó đi cân nha. Đi cân coi là bây giờ con bò Brahman này hiện tại là nó được bao nhiêu cân. Là em chưa cho nó ăn nha các bác, hồi nãy em cũng chia sẻ với các bác là em chưa cho nó ăn, để cho nên đó cho nó chân thực nhất nha các bác. Đó, và cái con bò T cũng vậy, em cũng không cho nó ăn luôn. Thì chút xíu này em sẽ cân con bò này để em làm cái clip chia sẻ cho các bác là nó được bao nhiêu kg hiện giờ, và cái con bò kia nó được bao nhiêu kg hiện giờ. Và một tháng sau nha, một tháng sau mình sẽ cân lại tiếp coi là nó độ tăng trọng của nó ra sao nha. Và cái khẩu phần ăn của em cho hai con bò này nó ăn như nhau nha các bác. Đó các bác lưu ý nha, khẩu phần ăn như nhau nha, để có cái độ tăng trọng của nó khác nhau như thế nào nha các bác. Rồi ok các bác, chút xíu em với các bác bị cân nha. Ok các bác. Rồi ok các bác nha. Thì bây giờ chở nó đi nha các bác. Con này nha, con này với con này nha, chân thực rõ ràng nha. Kênh Khởi Nghiệp là như vậy nha các bác. Còn bác thấy, ông anh đẹp trai không? Hả? Hơi bị hoành tráng đó. Bác này là bác đạt nha, một ngày làm ra tiền triệu đó các bác ạ. Nhìn đẹp trai không? Ok nha, ráng chia sẻ cho bà con nông dân nha bác đạt.
rồi ra nha. Đi chơi đó mà, đi chơi chút xíu về đó mà mày làm gì mà ghê vậy? Đi chơi chút xíu cho nhiều đi. Đôi khi người ta không dở, người ta không hiểu, người ta bảo dở hơi đó bác Đạt ạ. Bảo khi không bò đang nuôi cái em chở đi cân rồi lại chở về. Những ai nói gì kệ đúng không các bác? Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em là em vui rồi. Nếu ai muốn làm giàu cứ theo ra chương trình nhờ. Trình khởi nghiệp xong. Cảm ơn bác nhá. Con nào nữa nhỉ? Con bên trong nữa bác. Đi. Rồi. Cho mày đi chơi chút xíu về thôi mà. Rồi ok các bác, tới nơi rồi này. Chơi bằng cái kênh này luôn các bác ạ. Cái kênh này mới hoành tráng nè. Thì cũng chia sẻ với các bác luôn. Tại vì ở nơi em ở nó không có cái trang trại kênh nuôi lớn nào để có cái kênh ví dụ như 1 tấn nha các bác. Nên kênh nhờ cái kênh này nha các bác. Đó thì tới rồi này. Thì các bác thử đoán coi nó được bao nhiêu kênh nha các bác. Rồi ok các bác nha. Chờ canh con 3B này trước nha các bác. Rồi dắt lên bàn canh cho anh nha. Cho nó vô giữa, cho vô giữa đó bác. Ờ đúng rồi. Rồi ok các bác nha. Nó đứng ở bàn canh rồi, bây giờ em vào em coi nó được bao nhiêu kg nha các bác. Đây, đồng hồ nó ở trong đây các bác này. Đây các bác này, 270 kg, 265 đến 270 nha các bác. Cái này là nó cho xê dịch 5 kg nha các bác. Đó, mình tính 270 nha các bác, 265 cũng được. Rồi ok các bác nha, đây là con bò 3B nha các bác. Ok. Hai trăm sáu mươi lăm kg nha các bác. Nó cho xê dịch 5 kg nha, tức là con này là chắc nó phải tầm cỡ 267 đến 268 kg này các bác này. Tại vì nó cho xê dịch ví dụ từ 65 là đôi khi nó làm tròn đấy các bác ạ. Đó, nên mình cứ tính nó nhảy bao nhiêu thì mình tính bấy nhiêu đi cho nó dễ. Các bác thử đoán coi con Brahman này nó được bao nhiêu. Đó, hồi nãy cái thước đo là lệch mất gạch lấy lệch mất, tính ra cũng không lệch bao nhiêu cả bác Đạt à, tính ra cũng không lệch bao nhiêu cả. Cân đo nhà, đo thước ở nhà rồi lệch 5 cân. Thì con này 200, con này ở nhà là đo 220 kg đúng không các bác? Bây giờ mình thử coi nó được bao nhiêu nhá. Con kia ở nhà là đo được 272 kg rồi. Con 3B mình đo ở nhà được 272 kg đúng không các bác? Rồi nha, bây giờ dắt con Brahman này xuống đo coi được bao nhiêu nha các bác. Rồi ok, nó đứng im nha. Em chạy vô em coi cân nha các bác. Rồi ok các bác, con bò Brahman là 215 kg nha các bác. 215 kg nha các bác, hơi ổn nhá. Rồi ok anh, 215 kg, chênh lệch 5 cân. Rồi bây giờ ta về nha các bác. Xong rồi đó các bác ạ. Vậy là cái thước đo nó cũng tương đối chính xác đó các bác ạ. Nó chênh lệch 5 kg các bác. Đi.
nha các bác. Các bác thấy thực tế nha, rõ ràng chân thật nha các bác. Lịch. Lịch. Rồi, ok các bác nha. Thì bây giờ em đã về đến nhà và em cho nó ăn rồi các bác này, nó đói rồi. Đó các bác thấy nó đói, nó vụt mặt nó ăn này. Còn mấy con này đã ăn hết rồi các bác này, ăn sạch tinh máng rồi đó. Đó thì em cũng chia sẻ với các bác luôn nha. Thì bây giờ em sẽ bổ sung tinh bột vào cho nó nha. Thì em cho nó ăn cỏ, ăn chuối với độn với mía đó các bác. Thì bây giờ em sẽ cho cám nó trực tiếp lên thức ăn luôn nha các bác. Thì em sẽ bổ sung tinh bột. Thì em cũng chia sẻ với các bác luôn, tức là tùy từng vùng từng miền các bác có thể áp dụng cho nó ăn, ví dụ như thế là các bác cho nó ăn bã bia hoặc là bã đậu hoặc là hèm đó, các bác có thể kết hợp cho nó ăn thì càng tốt. Nhưng mà em đây thì không có. Thứ nhất, thứ hai mà bã bia nó đem về đến nhà thì giá thành nó rất cao các bác ạ, nên tính ra nó không được hiệu quả, nên em không dùng bã bia và em dùng cám nha. Thì cái clip này em sẽ dùng cám, và cám thì bất cứ ở nơi đâu các bác cũng có thể dùng được, đúng không bác? Tùy vùng tùy miền mà mới có bã bia, bã đậu. Còn cám thì ở đâu bác cũng mua được, nên em dùng cám để cho nó chân thực, nó rõ ràng nhất nha. Thì các bác có thể xem và áp dụng cho bò nó ăn cám nha các bác. Còn các bác có thể cho nó ăn, nếu mà nơi các bác có bã bia hoặc là bã đậu thì các bác bổ sung thêm nữa, nó càng tốt thì cái sức tăng trọng của con bò nó càng lên nhanh hơn nha các bác. Đó, em các bác lưu ý cái chỗ đó nha. Thì bây giờ em sẽ đong. Rồi đây các bác này, thì đây là một cái ca này nha. Thì cái ca này nó tương đương với một cân rưỡi các bác. Em múc một ca đầy này nó tương đương với 1,5 kg nha các bác. Thì để em múc cho các bác xem luôn này các bác này. Đó, có mảnh em các bác thông cảm nha. Đây là một bát nha, em đã chia sẻ với các bác từ cái clip trước rồi. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đó, các bác thấy không? 6 bát này nha. 6 bát này là tương đương với 1 cân rưỡi nha các bác. 1 cân rưỡi thì hai con bò này một ngày em cho ăn 2 lần thì tương đương với 3 cân nha các bác. 3 cân thì mỗi con nó cỡ 1 cân rưỡi, thì bù qua bù lại thì con nó cỡ cân rưỡi nha các bác. Thì bò này mình cho ăn vậy là vừa rồi, vì nó đang còn nhỏ nha các bác, nó chưa lớn nha. Đó thì em cho nó ăn luôn. Đây các bác này, em đổ trực tiếp lên cám nha. Đó, ok các bác nha, xong nha. Đó, các bác thấy em đổ cho nó ăn không? Nó ăn vụt này. Thì hai con kia em cũng cho nó ăn bằng cái lượng tinh bột nó bằng hai con này nha các bác. Đó, đây các bác xem, người thật việc thật nha. Và em làm đúng 1 tháng trời nha, em cho nó ăn bằng nhau 1 tháng trời nha, để cho các bác so sánh cái độ tăng trọng của nó nha các bác. Đó, và các bác có thể áp dụng nha. Đó, ok nha các bác, em sẽ cho hai con này nó ăn nha. Các bác thông cảm của mình em, một tay cầm một tay quay, nên đôi khi hắn rung các bác hết sức thông cảm nha. Đó, rồi nha các bác, em cho nó ăn ở vậy nha. Hai con nó ăn, hai con Brahman này với con 3B này ăn cùng khẩu phần ăn giống nhau nha, em nhắc lại nha. Và đến lúc em thử coi là 1 tháng sau là coi cái độ tăng trọng của nó khác nhau như thế nào nha các bác. Đó, rồi ok các bác nha. Rồi ok các bác thấy xong rồi đó, rõ ràng nha. Rõ ràng chân thực nha các bác. Đó chứ em không làm theo quán tính hoặc là làm theo phong trào, rồi em lấy cái thước em đo rồi em nhân độ dài thanh chéo rồi tùm lum tùm la đó, thì nó ra cái số lượng cân thì em không làm theo cách đó nữa. Tại vì cách đó nhiều người làm lắm rồi, em thấy các kênh đều làm cái cách đó thì em thấy nó không được chính xác mấy. Đó thì hôm nay em sẽ làm một cách nó chân thực rõ ràng nhất để cho các bác xem nha. Tuy hơi tốn tiền tí vì cái tiền mình chở với cái tiền cân đó, nhưng mà được các bác ủng hộ thì em cũng cố gắng để thực hiện, để làm, để cho các bác tham khảo một cách chính xác nhất nha các bác. Đó thì các bác ạ, tức là em sẽ cho nó ăn bằng nhau nha các bác. Đó, em cũng chia sẻ với các bác là cái trọng lượng cám đó, thì một ngày em sẽ cho ăn 3 cân, làm 2 con thì mỗi con là 1 cân rưỡi cám nha, 1 cân rưỡi tinh bột nha các bác. Đó thì các bác, cám thì ở đâu cũng có rồi đúng không các bác? Thì các bác có thể cho ăn cám lợn, cám gà hoặc là cám heo, nhưng mà cái cám của em là cái độ đạm, cái độ protein nó là 17,5 nha các bác lưu ý nha. Protein nó là 17,5 nha các bác. Đó
Bây giờ đôi khi các bác mua cái cám nó kém chất lượng á, protein nó thấp á, ví dụ như có 11, 12 thì cái đó thì em không dám nói nha. Còn bã bia thì còn tùy vào từng vùng, từng miền, nó đắt, nó rẻ nữa. Có chỗ có chỗ không nha các bác. Thì nếu mà các bác có thì các bác có thể bổ sung bã bia vô thì nó sẽ, em nghĩ nó sẽ tốt hơn rất nhiều nha các bác. Thì tốt thì không nói rồi, em chỉ sợ là nó không bằng hoặc nó tụt đi thì nó không hay thôi các bác ạ. Đó thì kênh khởi nghiệp nó là như vậy. Những điều, tức là em chỉ muốn những điều tốt đẹp đến cho các bác, để cho bà con chăn nuôi mình nhìn nhận một cách rõ ràng nhất, để lúc mình bắt tay vào chăn nuôi nó được hiệu quả cao nhất nha các bác. Đó thì cũng cái thước này các bác này, thì em cũng chia sẻ luôn, thì cái thước này hồi nãy mình ở nhà mình cũng đã đo rồi các bác đúng không, là cái con 3B nó là 272 đúng không các bác, 272 276 gì đó, còn cái con Brahman là 220 đúng không các bác. Thì lúc mình ra mình cân là cái con 3B nó là 265 đúng không các bác. 265 là có thể nhảy lên 270 nhưng mà mình tính cho 265 gì đó. Còn cái con Brahman cũng vậy, nó cũng có nhảy lên 220 á, nhưng mà mình tính là 215 đi, thì theo nghĩ là nó cũng tương đối. Thì các bác có thể tìm mua cái thước này để mình về mình ước lượng cái con bò, mình ước lượng cho các bác, chứ còn chính xác thì không thể chính xác 100% được các bác ạ. Thì đôi khi các bác ngón tay cũng có ngón thấp ngón dài mà cũng hỗ trợ cái thước này, thì em thấy ở vậy là cũng ổn, các bác có thể tìm mua nha các bác. Ok các bác, đó dễ thôi, nó cũng nhanh gọn nha các bác. Đó thì ok, vậy là xong rồi các bác. Thì các bác nhớ chờ đón clip tiếp theo của em vào một tháng tới nha, tức là vào một tháng tới em sẽ làm tiếp clip này để cho các bác tham khảo cái độ tăng trọng của hai cái giống bò nó khác nhau, và cái độ tăng trọng nó có khác nhau không nha các bác, và cái khẩu phần ăn em cho cũng giống nhau nha, em nhắc lại các bác cũng giống nhau nha các bác. Đó thì thôi, vậy là clip em cũng xin kết thúc tại đây nha. Em cũng cảm ơn những bác trong suốt thời gian qua đã đăng ký kênh ủng hộ em. Em cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Thì nhờ có các bác mà kênh khởi nghiệp em mới có như ngày hôm nay. Thì em một lần nữa em rất cảm ơn các bác nha. Đó thì còn những bác nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ em, thì các bác nếu mà các bác xem được clip này và các bác muốn xem cái clip sau, thì hoặc là các bác thấy hay, thì các bác nhớ like rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh khởi nghiệp nha các bác. Để em lấy động lực làm tiếp những clip tiếp theo nha các bác. Các bác xem thì hoàn toàn miễn phí các bác ạ, hoàn toàn miễn phí. Và cái kênh em làm thì nó là chân thực 100% nha các bác, đi sát thực tế với bà con nông dân nha các bác. Rồi thì em cũng chào các bác nha. Hẹn gặp lại các bác những clip tiếp theo nha các bác. Ok, em chào các bác.